Trước VTV24, ông bà già tao lo hết. Bốc máy họ, bật chế độ bay lên. Sau VTV24 thì như nào nhờ? Intro nào! Yo, what's good? Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube The Beer Official. Ta-da! Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình reaction các ca khúc nhạc rap vào dịp cuối năm này. Gần cuối năm mà tất cả mọi người chuẩn bị ăn Tết như nào rồi? Cho tôi biết dưới phần comment tình hình chuẩn bị của nhà mọi người. Năm nay có bánh chưng có thịt không? Hay là có cái ông mà năm nay chỉ còn mỗi cái nịt của bánh chưng thôi. Những ngày cuối năm thì đang đến rồi. Và những ngày cuối năm thì cũng là dịp để chúng ta có vẻ như là thị trường âm nhạc theo đó mà sôi động lên, vì tất cả mọi người đều muốn có thành quả, đều muốn có sản phẩm, đều muốn là hoàn thành cái năm 2023 này với ít nhất là một cái cột mốc gì đó cho mình. Và tất cả những người mà đang có cái đà ra sản phẩm lẫn những rapper mà lâu lắm chúng ta không thấy xuất hiện ở trên thị trường thì hiện giờ cũng đã rục rịch trở lại. Và cái tên ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe Bình Gold là một trong số đó. Hôm qua thì tôi có đi một cái pool party. Thì cái lúc mà gọi là after party á, thì anh em có vào phòng chơi chill thì có mở cái set diễn của Woody ở 2009, cái show Woody and Gang, chắc là mọi người cũng đã có thấy ở trên Facebook vân vân. Thì đến phần của diễn bà Em Yêu với anh Andre với lại Bình Gold thì tôi phải mất, là khi mà sau khi nhạc nó cất lên rồi thì tôi phải mất đâu đấy khoảng 10 giây có để nhìn ra được là trong mấy người đó người nào là Bình Gold. Và về sau thì tôi bất ngờ vì cái người mà là Bình Gold đó là cái người mà tôi không nghĩ được cái người đó sẽ là Bình Gold. Phong cách ăn mặc là vô cùng nhã nhặn và nó khác với cái kiểu mà Bình Gold vẫn theo đuổi cái phong cách khi mà của những ông bà già to lo hết, bộ bách họ vân vân và vân vân. Cái phong cách nó hơi khệnh tí. Có mấy anh em bạn tôi mới đùa rằng lên VTV24 phát ngoan luôn mà. Nhưng mà thực ra là nói vậy cũng không phải là nói vui thế thôi. Nhưng mà thực ra cũng có một cái điều đó trùng hợp là hôm nay chúng ta sẽ nghe một cái bài mà với một cái vibe mà chúng ta khá ít thấy của Bình Gold. Có vẻ như là sau khi cái sự cố đó thì Bình Gold cũng như rất nhiều anh em rapper khác nha, cũng đã rén miệng khá nhiều rồi. Bạn để ý một vài những rapper mà top bây giờ họ đi diễn á, những cái bài diễn từ ngày xưa, những cái chỗ lyric nhạy cảm là họ đều phải đọc khác đi. Ok, chúng ta sẽ cùng nghe Trăng Hoa Mây Mưa của Bình Gold. Ở đây thì Trăng Hoa Mây Mưa, cái tựa đề bài này ấn tượng với tôi đầu tiên hết là bốn cái chữ tạo nên cái tựa đề, nó đều là thanh ngang hết và nó đều là bốn cái sự vật: trăng, hoa, mây và mưa. Tôi có xem một đoạn visualizer của bài này rồi thì trông có vẻ là MV này sẽ rất là đi cảnh đấy. Bây giờ chúng ta cùng vào nghe với nhau nhé. Và nếu như mà đây là lần thứ hai trở lên mà bạn quay trở lại kênh YouTube này thì đừng quên để lại cho tôi một like, một share, một subscribe kênh để ủng hộ tinh thần cho tôi. Vào ngày những ngày cuối năm như thế này thì tôi vẫn muốn là sẽ quay gối đầu những cái clip để những ngày Tết, ví dụ tôi đi đâu với gia đình tôi không livestream được thì anh em sẽ có một cái gì đó để coi vào những cái ngày Tết. Biết đâu anh em đôi khi hay đi đến nhà thăm họ hàng. Có mấy đứa con nít nó cũng nghịch quá. Nó bảo là chú ơi chú cho con mượn điện thoại. Không được đâu con ơi, chú đang bận xem reaction của anh The Beer Official rồi. Sau video này chú sẽ để lại một like, một share và một subscribe nữa đấy. Đó đùa thế thôi. Ok, chúng ta bắt đầu nghe Trăng Hoa Mây Mưa Bình Gold mọi người. Tiếng của họ logo Bình Gold á. Bắn trên bắn cho đôi con người bên trên cao cho ta nhìn, bắn cho đôi tay cho ta nghe, bắn trong con tim cũng đôi sâu bên trong bao nhiêu da thịt. Đưa ta đi theo bao đam mê, bắn đôi tay đôi chân tham sân si nghi. But every time, every day, everywhere, anyway, get vun rượu rai sẽ trap, but fuck everything be okay. Thôi có nhiều vinh hoa hương danh tranh cho bao nhiêu duyên trời, bắn cho đôi chim yên ương, bắn con tim anh tăng lên quy ra xem bao nhiêu cây vàng đeo bao nhiêu viên kim cương. Khi giờ em mới say nên thơ tung bay như nơi vô tưởng, anh kia đang soi trong gương, anh kia đang si mê, anh trang hoa trên môi đã tỉnh bên trong con dao. Get the shit, get the shit.
ban mai cho đi chim bay trên cao, ban cho hoa tươi hương thơm mang yêu thương nhân gian, ban cho cơn mưa lên ao, trên con sông đang trôi lênh đênh nghe như ai đang hát câu ca dao, tôi đang đánh vô mình như sao xa xôi kia thôi, đâm là ta đi theo lao, ban mai đang hôn lên đôi môi em tôi yêu thương, sao quá đi à, trong tay sự gắn lên đôi vai cha ta phong sương, mong anh em ta không đi theo đau gươm, khi ra đi mong ở trên linh thiêng, ban cho ta yên vui bên nơi tây phương, khi ta đang giao tranh xin ban cho anh em ta thêm gan tay ta không buông dây cương, anh trên ban cho đôi cơn mưa bên trên cao cho ta nhìn, ban cho đôi tay cho ta nghe, ban cho con tim cũng đưa sâu bên trong bao nhiêu da thịt, đưa ta đi theo ba đam mê, ban đôi tay đôi chân thăm sân si nghi mà every time every day everywhere anyway get room to rise, vì làm đẹp quá everything be okay, thôi có nhiều vinh hoa dành tranh cho bao nhiêu duyên trời, ban cho đôi chim yên ương, ban con tim anh cần nên quy ra xem bao nhiêu cây vàng đeo bao nhiêu viên kim cương, khi giờ em mới say người thơ tung bay như nơi vô thượng, anh kia đang soi trong gương, anh kia đang si mê em trăng hoa trên đôi môi đã tỉnh, bên trong con dao không xương không gian đang rung lên khi em đi ngang qua nơi đây, con tim anh như vàng da xin lên một kiểu sang ngân nga lên đôi ba cục cạp yêu đương cho cái đau cơn màu qua, trong gian thăng hoa sụt tan bên cơn giông âm u, mang cho mây đen trôi xa cho cái đơn thêm hoa, em vương lên dạ anh hương thơm khi được ta bên nhau đêm qua, thật kiệt tận in trippin floating the way different, chẳng phải sập tan thuốc tạo điều kiện cho tôi một em ghê cần những điều con thầm kinh tâm này chụp hết toàn đời, thế này đẹp quá, mà nàng còn sức thì thầm vào tai em đừng đi second. Biết ồn ào trong thế gian anh xin phép bật chế độ silent, silent. Biết sự thật cuộc sống này thực hành tu để cách tôi bé dần, sống cuộc đời này giống cả chém vượt vũ môn và rồi hoa rộng, passion như một chapel xịn từ hút cậu anh đưa legend, ban cho ban cho người bên trên cao cho ta nhìn, ban cho đôi tai cho ta nghe, ban cho con tim cũng đưa sống bên trong bao nhiêu da thịt, đưa ta đi theo ba đam mê, ban đôi tay đôi chân thăm sân si nghi mà every day everywhere anyway get wind to rise to chapel fight everything be okay, thôi có nhiều vinh hoa hứa danh tranh cho bao nhiêu trời, ban cho đôi chim yêu thương mang con tim anh cần nên quy ra xem bao nhiêu cây vàng đeo bao nhiêu viên kim cương, khi giờ em mới say người thơ tung bay như nơi vô thượng, anh kia đang soi trong gương, anh kia đang xin mẹ em trăng hoa trên đôi môi đã tỉnh, bên trong con dao không xương. Lên tới mặt trăng rồi sao mà đúng rồi. Ù má đẹp quá, đẹp quá. Cái này là mặt của, cái này là cái hình tượng, có vẻ là hình tượng của Đức Phật Thích Ca Phật Tổ. Nhưng mà cái trong cái giao diện thì lại rất là MV này đẹp quá mọi người. Bài này làm tôi nhớ đến mấy cái bài type của Gunner, với mấy cái nhịp kick kèm thêm rất nhiều 808. Và cũng chính vì vậy cho nên là nếu như mà gặp những cái bài khác thì tôi những bài mà nó thiên về lyrical, bài mà cần ta phải tập trung nghe lyrics, thì thực sự cái bản master này là bản master mà nó không đánh cộng vào cái độ rõ ràng, người ta gọi là cái độ clarity của vocal. Nếu như là một bài nhạc chú trọng vào lyrics nhiều thì điểm này sẽ là một điểm trừ. Tuy nhiên là tôi thấy cái bản master này là một bản master khá ưng. Mặc dù là chúng ta nghe có thể là có nhiều chỗ, tại vì có nhiều chỗ beat nó đánh dày quá, cho nên là nó ép đi luôn cái vocal. Mặc dù vocal của Bình Gôn cũng rất là hay rồi, mà nó ép đi luôn cái vocal. Mà trong cái case cụ thể này, với trường hợp của Bình Gôn, thì cái bản master này là một cái bản master dính. Mọi người cứ bị cái tiếng lead của cái beat và cái tiếng chống 808 nó dắt đi. Bùm tăng 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 bùm tăng 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 bùm tăng 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 tăng, đó nó cứ vậy. Đây là một cái bản master có ý đồ, có ý đồ. Và ok, để làm rõ cho luận điểm vừa rồi của tôi, chúng ta sẽ cùng nghe lại một bài nữa, bài này một lần nữa mọi người, với một cái nút bao sắp được spam liên tục này nhá. Ông nào chưa like video, chưa subscribe kênh nè, giúp đỡ tôi cái nha. Tết gần đến rồi, đối với người khác là Tết đến gần rồi, đối với tôi cách Tết còn cánh xa 320 km nha. Let's go. À quên nói, cái MV này đẹp quá. Cái MV này là nó là một cái đường cầu thang hình xoắn ốc, cứ đi lên vậy, cứ đi lên vậy, cứ đi lên vậy. Không biết có ông nào hay dùng CapCut Pro, là CapCut của bên Trung. Tôi
phải đến hơn 100% là cái này không làm bằng cấp cách được. Nhưng mà cái hiệu ứng bình gô lúc mà đi lên cái cầu thang á, nó có nhiều chỗ nhìn cấp cách lắm á, nhìn rất là cấp cách pro. Hôm nào cũng làm edit video vào thông não tôi cái, là cái đấy làm như nào nhá. Nghe luận cái cảnh hoa sen rất là Việt Nam luôn mọi người. Cái này nó giống như là tôi vẫn thấy bài này somehow nó cứ có một cái màu đồ đạc gì đấy trong này nhá. Tôi không hiểu nhá, nhưng mà tôi cứ thấy nó có một cái màu đồ đạc gì đấy trong này nhá. Dựa vào cái phần nhìn và cái phần nghe nhá. Đi theo lại có con chim à. Con chim mà có khi là VTV24 đấy. Đồng hành cùng Vingon trên mọi chặng đường. VTV24. Ấn chim ăn trong đôi con người bên trên cao cho ta nhìn, ban trong đôi tay cho ta nghe, ban trong con tim cũng đưa sâu bên trong bao nhiêu giờ thôi. Đưa tay đi theo em đi, ban đôi tay đôi chân tham chân si đi, but every time every day everywhere anyway get vung rượu lai sụt trap but fuck everything be okay. Có nhiều tiếng vang dành hay cho bao nhiêu duyên trời, ban cho đôi chim yên ương, ban con tim anh chẳng nên quy ra xem bao nhiêu cây. Mang con tim anh cân cái gì đấy? Dành cho bao nhiêu duyên trời, ban cho đôi chim yên ương. Ok, tức là coi nhẹ công danh đúng không? Mấy con tim anh cân lên quy ra xem bao nhiêu cây vàng. Ok. Lên quy ra xem bao nhiêu cây vàng, đeo bao nhiêu viên kim cương. Em mới say nên thơ tung bay. Mang con tim anh ra đem cân xem bao nhiêu cây vàng, đeo bao nhiêu viên kim cương. Anh đính kim cương lên tim sao? Anh vô thượng, ai kia đang xoay trong gương, ai kia đang si mê em trăng hoa trên đôi môi đa tình. Ai kia đang si mê em trăng hoa trên đôi môi đa tình, bên trong con dao không xương. Em si mê đôi môi đa tình, ở bên trong em có con dao sao? Đù, vậy là cô gái này cũng trong cũng có con dao. Tôi hy vọng là con dao nó nằm ở, nó không nằm ở cái chỗ đó. Ban cho đêm đen chiêm bao, ban mây cho đi chim bay trên cao, ban cho ban cho đêm đen chiêm bao. Trong con dao không xưa, ban cho đêm đen chiêm bao, ban mây cho đi chim bay trên cao. Ban mây cho đôi chim bay trên cao. Ban cho hoa như là mây thì giúp ích gì cho mấy chim ta? Giúp cho mấy đó dễ bị mờ mắt hơn. Thơm mà yêu thương nhân gian, ban cho cơn mưa lên ao. Trên con sông đang trôi lênh đênh, nghe như ai đang ngân câu ca dao. Tôi đã đang vô minh như ngôi sao xa xôi kia thôi, đâm lao ta đi theo lao. Tương lai đang vô minh như ngôi sao xa xôi kia thôi, đâm lao ta đi theo lao. Vô minh đó là cái trạng thái mà mình không biết về một cái gì đó mọi người. Thực ra là con người, tức là theo Phật giáo, theo như tôi tìm hiểu được, cũng tìm hiểu một chút thôi, không nhiều. Thì vô minh là cái trạng thái mà mình bị không có đủ nhận thức, không có đủ trí tuệ về một cái vấn đề cụ thể nào đó, hay là nói rộng ra là về cuộc sống của mình. Và có những cái mà mình cứ đắm chìm ở trong cái ảo mộng đó và cái thiên kiến của mình. Như vậy thì người ta hay gọi mình vô minh. Cái cụm sự vô minh thượng thừa á, tức là mình càng biết nhiều thì mình càng biết một cái điều mà mình không biết gì hết. Đó là cái mà chú Ba đã dùng ở trong Phục Sinh Cypher mọi người. Mai đang hôn nên là một em tôi yêu thương. Sau bao nhiêu năm tha hương trong gai xưa gắn nên đôi vai cha ta phong sương. Mong anh em ta không đi theo đau gươm. Mình ra đi mong ở trên linh thiêng ban cho ta yên vui bên nơi tây. Đôi vai cha ta bao nhiêu phong sương, mong anh em không đi theo đau gươm. Hay là ông hay. Thương khi ta đang giao tranh, xin ban cho anh em ta thêm gan tay, ta không buông dây cương. Ở trên ban cho đôi con người bên trên cao cho ta nhìn, ban cho đôi tay cho ta nghe, ban cho con tim cũng đưa sâu bên trong bao nhiêu giờ thì đưa ta đi theo bài đam mê, ban đôi tay đôi chân tham sân si nghi. Tham sân si nghi mạng 1, 2, 3, 4, 5. Năm cái tội này như là năm trong số 7 thức hình đại tội của con người thì phải. Cái này thì hơi Phật giáo một chút. Còn thực ra là ở bên Thiên Chúa giáo này có cái thức hình đại tội á. Có ông nào người Công giáo thì có thể giải thích rõ hơn cho mọi người. Tôi thì không phải là người Công giáo. Nhưng mà tham nè, sân nè, si nè, nghi kỵ và ngạo mạn. Every time, every day, everywhere, anyway, get moon, rượu, light, sweet, trap, but fuck, everything be okay. Tôi có nhiều vinh hoa, dành tranh cho. Tôi thích cảnh đi bộ dày lắm nha. Tại vì tôi thích nước. Luôn luôn có một cái cảm giác ước mơ là mình sẽ được đi bộ dưới biển. Trời ban cho đôi chim yên ương, mang tim anh cần nên quy
ra sẽ mang nhau gây và nhau mang nhau viên kim cương. Giờ em mới xem ngây thơ tung bay như là vô thượng. Anh kia đang soi trong gương, anh kia đang xin mê em trăng hoa trên đôi môi đã tỉnh. Bên trong con dao không xương, không gian đang rung lên khi em đi ngang qua nơi đây. Con tim anh như vàng da xin lên một kiểu sang ngân nga lên đôi ba cục cạp yêu đương chưa biết đâu cái màu qua. Trong gian thăng hoa sụt tan những cơn giông âm u mang cho mây đen trôi xa cho cái đơn thêm hoa em vương. Còn cá chép cái logo bình gold cả mà mọi người có để ý không? Dạ anh hương thơm khi được ta bên nhau đêm qua. Chẳng phải dập tan thuốc nào điều kiện cho tôi mua em gây gần. Những điều con thầm kín tâm này chụt hết vào đầu. Nếu mà nàng còn sức thì thầm vào tay anh đủ đi sách cần. Biết một nào trong thế gian anh xin phép làm thêm hiệp nữa. Hiệp 2 của trận đấu đã bắt đầu rồi. Lộ sai lần từ khi biết sự thật cuộc sống này thực hành tu để cách tôi bé dần. Xong cuộc đời này giống cả chạm vượt vô môn và rồi hoa rộng. Passion như một chapel xịn từ hút cậu in the legend. Bắn trên bắn cho đôi con người bên trên cao cho ta nhìn. Bắn cho đôi tay cho ta nghe. Bắn cho con tim đưa sâu bên trong bao nhiêu giao thịt. Đưa ta đi theo ba đam mê bắn đôi tay đôi chân tham sân si nghi mà. Every time, every day, everywhere, anyway. Get win, realize it, chap, but fuck, everything be okay. Thôi con nhiều vinh hoa dành tranh cho bao nhiêu duyên trời. Bắn cho đôi chim yên ương mang con tim anh cần lên quy ra xem bao nhiêu cây vàng đeo bao nhiêu viên kim cương. Giờ em mới say ngây thơ tung bay như nơi vô thượng. Anh kia đang soi trong gương, anh kia đang xin mê em trăng hoa trên đôi môi đã tỉnh bên trong con dao không xương. MV bài đẹp, đẹp thiệt. Yeah, căng hoa mây mưa của Bình Gold. Thực chất bài này cũng sẽ hơi ít bâu. Tại vì như tôi đã nói, tôi có cảm giác là cái bài này nó đồ đạc ngay từ đầu. Và cái bài này thì cái là lyrics nó là theo kiểu Cứ hai câu đã lại đổi sang một hình ảnh khác. Trung bình là cứ hai câu lại đổi sang một hình ảnh khác. Cái kiểu viết đó mọi người có thể thấy được. Có một rapper khác cũng dùng cái kiểu viết đó là chú Ba. Thì cái kiểu này thì cho là nếu như mà gọi là mình cứ bâu từng cái, mình phân tích từng cặp á, thì nó cũng hơi mất thời gian. Và thực ra nhiều khi nó cũng không để làm gì. Nhưng mà khi mà ví dụ như là có ở Tết rồi đó, kiếm mấy ông thầy đồ rồi đó, thì gặp mấy ông thầy đồ thì lúc ấy ở trong đầu toàn là hương hoa vàng ngọc thôi. Đầu nào nảy nhanh lắm. Lúc đấy thì chắc là mới hiểu 100% mà dụng ý của tác giả. Bài này thì thực ra là gọi là dắt không? Dắt. Bài này dắt, rất dắt. Với cái beat này cũng rất là dắt luôn. Beat này có cái key, cái câu key melody rất là dễ nhớ. Và Bình Gold chơi melody cũ này cũng mượt. Kiểu là sau khi mà kiểu VTV thì có nhiều anh em troll là bây giờ hướng Phật. Nhưng mà thực ra tôi thấy màu này của Bình Gold khá là ok. Màu này của Bình Gold khá là ok. Kiểu nhạc của Bình Gold thì cái tập đối tượng hướng đến từ xưa đến giờ rồi. Ngay cả với bốc bách họ tụi này kia cũng là mang những cái mà nó kiểu real gang thôi, đời sống xã hội ở ngoài đó em đưa vào nhạc thôi. Thì bài này thì thực ra tưởng thì nó không liên quan, nhưng mà nếu như mà mình chiếu theo cái từ phần nghe cho đến phần nhìn, cho tới cái cảnh đi vòng vòng với cầu thang, cái đi lên trippy vãi liền, qua bao nhiêu cảnh, từ cảnh này qua cảnh khác, không, từ cảnh cao đến cảnh thấp, không, từ gọi là mây trời cho đến nước biển, thì mình cảm thấy là nó cũng phục vụ cho đúng cái tập TA của Bình Gold đấy, không sai đâu. Người nhỏ người ta dùng tình cảm lắm không ạ? Bài này là một bài như vậy mọi người. Mọi người có điểm nào đồng ý hoặc chưa đồng ý với tôi không? Mọi người hãy comment ở dưới đi. Hoặc là nếu mà mọi người có thể nhìn ra được nhiều cái điểm hay của lyrics bài này mà có thể tôi cũng không nhìn ra được, mọi người thông não với tất cả mọi người ở dưới nhé. Bài này thì tôi nghe, tôi chỉ thấy nó là một cái chuyến hưởng của một anh thanh niên. Yes, hưởng. Đôi khi thì thấp thoáng hình bóng người phụ nữ, đôi khi lại thấy không có. Đôi khi lại thấy là cái chuyến đi du ngoạn của anh trong cái đầu của anh. Mình không biết. Chắc là cái team tít thầy đồ vào thì nó sẽ dính hơn mọi người à. Nhưng mà bài này vẫn là một bài rất gật. Bài này vẫn là một bài rất gật. Và cũng chính vì lyrics như vậy cho nên là tôi càng hiểu được với cái định hướng mà master bài này theo cái kiểu của người anh em nào master nhỉ? Người anh em chốt đi. Tôi hiểu được cái mindset master của người anh em chốt đi. Tức là không cần nhất thiết nó phải rõ lời, rõ cái vô cùng chính ra. Nhưng mà nó tạo nên cái bản master này, nó tạo nên một cái tổng thể rất là gật, rất là lắc. Và cái nhịp kick 808 và cái melody chính của cái beat
thêm vocal bình gold. Đó là cái nó sẽ dắt mọi người đi trong suốt khoảng 3 phút 26 giây sắp tới. Ok, cho bà này like một cái. Yeah, chúng ta kết thúc video này ở đây thôi. Bài này là một bài mà tôi nghĩ là mở anh em đi ngoài cà phê sẽ mở nghe nhiều. Hoặc là anh em đi mấy cái pool party mà nhiều anh em hip hop mở lên trapping thì cũng siêu. Cũng rất cuốn đấy mọi người à. Tại vì thường thường ở những cái không gian đấy thì mọi người sẽ không để ý lắm về lyrics, mọi người sẽ không soi lắm về lyrics. Ok, đó là ý kiến của tôi. Còn bạn nghĩ sao? Nếu mà bạn cảm thấy là video này cũng đã mang lại cho bạn một cái giá trị cụ thể nào đó, là bạn xem video bạn thấy giải trí, bạn có những điểm đồng ý hoặc chưa đồng ý với tôi, thì hãy thể hiện ở dưới phần comment, cũng như là giúp đỡ tôi một like, một share, một subscribe để video này đến với nhiều người hơn. Tôi lấy lại đề xuất, suốt 2 tháng vừa qua tôi không ra video, nó bóp đề xuất một cách khủng khiếp mọi người. Bây giờ tôi chỉ còn nó đấy khoảng 15% đề xuất. Nên là nhờ mọi người giúp đỡ nhé. Ok, và bây giờ thì tôi sẽ đi chơi cuối tuần. Chúc tất cả mọi người một cuối tuần vui vẻ. Ui da, tí thì rớt cái màn cách âm lại báo. Năm nay tâm tai xui lắm, cẩn thận củi lửa. Peace out, bye bye.